Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế, tình hình Biển Đông, tình hình mưa lũ đang diễn ra. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, theo truyền thông Trung Quốc, ngày 18 tháng 7 có 16 người thiệt mạng và 36 người mất tích do lũ quét tại tỉnh Thanh Hải. Thông tin cho biết trận mưa dông xảy ra bất ngờ vào tối ngày 17 tháng 7 đã gây ra vụ sạt lở đất làm thay đổi dòng chảy một con sông và gây lũ quét tại tỉnh Thanh Hải, ảnh hưởng tới 4.800 người ở 5 ngôi làng, theo đài truyền hình CCTV. Tính đến trưa ngày 18 tháng 7 đã có 16 người thiệt mạng và 36 người khác mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Theo hình ảnh ghi nhận tại nơi lũ quét đi qua, nhiều tuyến đường ngập bùn, cây bật gốc, nhà cửa hư hại. Truyền thông Trung Quốc cho biết quyền địa phương đã thiết lập các trung tâm cứu hộ cứu nạn tại hiện trường để tổ chức phản ứng khẩn cấp. Mùa hè này, Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt các thảm họa từ mưa lũ đến nắng nóng khắc nghiệt cũng như hạn hán tại nhiều vùng khác nhau. Theo truyền thông nước này, đây là đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu ghi chép về các hiện tượng thời tiết cực đoan cách đây 60 năm. Các nhà khoa học cho biết, thế giới sẽ chứng kiến ngày càng nhiều hiện tượng khắc nghiệt do tình trạng biến đổi khí hậu. Chỉ cách đây 2 tháng, một đợt lũ nghiêm trọng xảy ra tại Trung Quốc khiến nửa triệu người mất nhà và gây thiệt hại ước tính 250 triệu USD. Thưa quý vị, một trận lở đất tràn qua một công trường xây dựng đường cao tốc ở miền Trung Trung Quốc ngày 19 tháng 7 khiến một người thiệt mạng và 7 người mất tích. Thông tin trên được các quan chức tỉnh Hồ Bắc cho biết trong một bài đăng trên tài khoản WeChat của tỉnh. Các quan chức chính quyền địa phương cho biết thêm rằng họ đang cố gắng ngăn chặn các thảm họa khác trong khu vực khi các hoạt động xây dựng vẫn đang tiếp tục. Theo một bài đăng trên WeChat, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp mức độ 4 và cử một nhóm công tác đến hiện trường để hướng dẫn xử lý tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với thảm họa địa chất và cử công tác đến hiện trường để hướng dẫn xử lý khẩn cấp. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc còn kêu gọi các cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân gây ra vụ lở đất. Trận lở đất xảy ra trong bối cảnh mưa lớn và lũ lụt đang hoành hành khắp Trung Quốc, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Mưa xối xả ở một số vùng của Trung Quốc trong vài tuần qua cũng đã dẫn đến một số vụ lở đất chết người. Tháng trước, tại tỉnh Tứ Xuyên, 21 người thiệt mạng trong vụ lở đất tại một hầm mỏ và 6 người thiệt mạng do mưa lớn trong thời gian ngắn gây sạt lở đất. Chính phủ Trung Quốc đã ban hành khuyến cáo về mưa và nhiều thiên tai khác nhằm giúp chính quyền các địa phương chuẩn bị và ứng phó nhanh chóng. Thưa quý vị, mưa xối xả ở Quế Lâm làm ngập nhiều ô tô, 371 trường học phải đóng cửa. Quế Lâm, Quảng Tây hứng chịu mưa lớn vào ngày 22 tháng 7. Thành phố bị ngập lụt nghiêm trọng, một số lượng lớn ô tô trên đường bị ngập sâu trong nước. Cầu thang của một số tòa nhà thậm chí biến thành thác nước. Trạm khí tượng địa phương đã đưa ra một số cảnh báo mưa bão màu đỏ. Cục Thủy lợi cho biết một số con sông đã xảy ra lũ lụt siêu cấp. Trong 24 giờ tới, mực nước sông Lệ Giang từ thành phố Quế Lâm đến huyện Lệ Giang, Dương Sóc sẽ dâng khoảng 2 mét. Video do người dân địa phương công bố cho thấy nhiều đường phố ngập trong nước và ô tô bị ngập trong nước. Cùng ngày, Quế Lâm bị ngập úng do mưa lớn, ô tô sắp nổi đã lọt vào danh sách tìm kiếm nóng và gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi, đây có phải là cái gọi là phong cảnh của Quế Lâm là tốt nhất trên thế giới? Hiện tại, Phòng Giáo dục thành phố Quế Lâm đã đưa ra thông báo yêu cầu các trường tạm dừng các lớp học tùy theo tình hình lũ lụt của họ. Vào ngày 22, 371 trường học trong thành phố phải đóng cửa do mưa lớn. Mưa lớn gây ra thảm họa ở nhiều nơi của miền Nam Trung Quốc. Đường phố ngập nặng, ô tô ngập nước, việc đi lại của người dân bị cản trở. Mưa lớn ở Hàng Châu, thang máy thành thác nước, xe cộ ngập nước. Vào tối ngày 19 tháng 7, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang hứng chịu một trận mưa bão lớn kèm theo gió mạnh cục bộ từ cấp 6 đến cấp 8 và sấm sét mạnh. Đài quan sát khí tượng Hàng Châu đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Đoạn video cho thấy nhiều đoạn đường và khu dân cư ở đô thị chính Hàng Châu bị ngập nặng, xe cộ ngập trong nước. Thang máy và thang bộ của các tòa nhà dân cư trong cộng đồng biến thành thác nước. Mưa xối xả ở Vô Tích, Giang Tô, nước ngập thành phố, một số người dùng ván lướt sóng để đi làm vào ngày 20 tháng 7. Ở Vô Tích, Giang Tô bất ngờ có mưa lớn, đường phố bị ngập nặng, xe cộ trên một số tuyến đường bị ngập nước. Vào buổi sáng, đài quan sát khí tượng Vô Tích đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Mưa lớn khiến mực nước Thái Hồ dâng cao, cá rạt vào đường phố Vô Tích. Một chiếc ô tô đang lái trong vùng bị ngập nước và người ghi hình lái xe đã ghi lại được cảnh cá nhảy trong nước. Vì việc đi lại bị chặn, một số cậu bé mua hàng đã bơi trong nước lũ. Cũng có những công dân trực tiếp bước lên ván lướt sóng để đi làm việc. Còn tại Nam Kinh, mưa to bất ngờ, hai người đàn ông trú mưa bị lũ cuốn trôi. Chiều ngày 19 tháng 7, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô bất ngờ đổ mưa lớn, ba người đàn ông đến một cái cống ở cầu Tân Sơn, quận Ngọc Hoa Đài để trốn mưa. Vô tình trượt chân xuống mương và bị lũ cuốn trôi, một người leo lên bờ, còn hai người còn lại mất tích. Trước đó, những trận mưa xối xả liên tục đổ xuống nhiều nơi ở Trung Quốc, gây lũ lụt. Long Nham, tỉnh Phúc Kiến cũng gặp trận mưa bão khủng khiếp nhất 60 năm qua, người đàn ông đạp cửa ô tô thoát thân. Ngày 16 tháng 7, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến hứng chịu trận mưa lớn, biển bao phủ cả khu đô thị, nhiều ngôi nhà bị ngập nước, một cây cầu địa phương cũ bị cuốn trôi, 4 người trên cầu bị mất liên lạc. Đoạn video cho thấy một người đàn ông đang lái xe trên đường, xe bị ngập nước và tắt máy. Anh ta đạp cửa xe để thoát ra ngoài và ông nói: lúc đó cửa xe không mở được, tôi dùng chân đạp ra ngoài. Theo đài quan sát khí tượng, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7, thành phố Long Nhân trải qua mưa xối xả và lượng mưa đạt trong những kỷ lục cao nhất kể từ năm 1961. Cùng ngày, nhiều nơi ở Giang Tây cũng hứng chịu mưa xối xả khiến 293.000 người bị ảnh hưởng. Nhiều diện tích đất canh tác bị ngập lụt. Vào sáng ngày thứ 6, bờ kè sông Thanh Phong ở thành phố Phong Thành bị vỡ và 4 ngôi làng bị ngập lụt. Ruộng bậc thang biến thành thác nước sau mưa bão ở Trung Quốc đại lục. Gần đây, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch trả lại rừng cho đất canh tác bằng cách cấy lúa trên sườn đồi để xây dựng ruộng bậc thang. Đoạn video cho thấy ở một số nơi nào đó trong đất liền, sau một trận mưa lớn, ruộng bậc thang biến thành thác nước, lúa cấy toàn bộ bị tàn phá gây thiệt hại nặng nề. Toàn bộ ruộng bậc thang này đã biến thành thác nước tăng dần. Kính thưa quý vị, ngày 18 tháng 7, tại huyện Tông Bản, Tứ Xuyên, trên quốc lộ từ Văn Xuyên đi Cửu Trại Câu đã xảy ra vụ sạt lở núi cao. Đoạn video cho thấy một khối lượng lớn đất đá lăn xuống dốc và bốc khói vàng lên mặt đường. Hiện địa phương đang là mùa du lịch, tuyến đường bị gián đoạn khiến một lượng lớn phương tiện bị tắc nghẽn. Tạm thời chưa có báo cáo về thương vong. Hiện tại, nhiều nơi ở Trung Quốc đang có mưa lớn, trong đó Giang Tây và Phúc Kiến bị ngập lụt, nhiều ngôi làng bị nhấn chìm. Người dân ở Giang Tây thẳng thừng cho biết lũ năm nay lớn hơn năm 1998. Mưa xối xả làm vỡ kè sông Phong Thành ở Giang Tây và 4 ngôi làng bị ngập lụt. Vào ngày 16 tháng 7, Giang Tây hứng chịu trận mưa lớn nhất trong năm. Kè sông Quyên Pheng tại thị trấn Li Kun, Phong Thành, Nghi Xuân bất ngờ bị vỡ khiến 4 ngôi làng bị ngập lụt. Mưa lớn cũng xảy ra ở nhiều nơi trong thành phố Phúc Châu và một số lượng lớn đất canh tác bị ngập lụt. Đến 17 giờ ngày 16, thông báo chính thức về đợt thiên tai mưa lớn xảy ra khiến 293.000 người ở 29 quận thành phố, bao gồm các khu vực chức năng ở thành phố Phúc Châu, thành phố Tế An, thành phố Nghi Xuân, thành phố Tân Dư, thành phố Bằng Hương và thành phố Thượng Nhiêu. 37,1 nghìn hecta cây trồng bị ảnh hưởng. Những trận mưa xối xả gần đây ở miền Nam Trung Quốc khiến 10 con sông đã trải qua lũ lụt vượt mức cảnh báo. Nhà dân và đất nông nghiệp bị ngập lụt ở huyện An Nguyên, Giang Tây, Anh Đức, Thiều Quan, Sán Vĩ và những nơi khác ở Quảng Đông gây thiệt hại nặng nề. Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 19 đã báo cáo rằng từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, mưa lớn đã đổ xuống ở phía Bắc Quảng Đông và miền Nam Phúc Kiến. 10 con sông ở miền Nam Trung Quốc đã trải qua lũ lụt vượt quá mức cảnh báo, với mức tối đa vượt quá phạm vi cảnh báo từ 0,25m đến 2,45m. Truyền thông Trung Quốc đưa tin do mưa lớn liên tục, nhiều nơi ở Cám Châu, tỉnh Giang Tây, nước sông dâng cao. Vào sáng sớm ngày 19, đất nông nghiệp bị ngập lụt, sạt lở đất, sạt lở đường và các thảm họa khác. Vào ngày 21, dân làng ở thị trấn Chế Đầu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, nói rằng khu vực địa phương đã mưa gần nửa tháng, nước sông dâng cao, đất canh tác bị ngập lụt, gà vịt và các loại gia cầm khác bị cuốn trôi. Ông Gia, một người dân ở thị trấn Chế Đầu, huyện An Nguyên, Cám Châu, tỉnh Giang Tây nói, lũ lụt ở đây rất lớn và thiệt hại rất lớn, nhà cửa bị ngập, nhiều đồ đạc bị ngập trong nước, các thiết bị gia dụng không thể sử dụng được. Nó từng xảy ra trước đây nhưng không nghiêm trọng như năm nay. Sạt lở đất còn nhiều hơn. Bây giờ nước đã rút, Ở đây không còn mưa nữa, điện nước đang được sửa chữa. Theo thống kê của Cục Khí tượng Quảng Đông vào ngày 19, 29 thị trấn và đường phố trong tỉnh đã ghi nhận mưa lớn từ 120 đến 150 mm, 102 thị trấn và đường phố ghi nhận mưa lớn từ 50 mm đến 100 mm và 140 thị trấn và đường phố ghi nhận mưa lớn từ 35 mm đến 50 mm. Một đoạn video được đăng trên internet cho thấy vào ngày 19 tháng 7, Quảng Đông hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Các khu vực Anh Đức, Thiều Quan, Soán Vĩ bao phủ bởi đại dương bao la, đường sắt bị trì hoãn và ngừng hoạt động, vận chuyển bị hủy bỏ và đường cao tốc bị đóng. Cư dân trong khu vực thiên tai tiết lộ rằng một số khu vực trũng thấp ở khu vực thành thị đã bị ngập lụt vào ngày hôm đó và một số khu vực nông thôn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhà cửa đất đai bị ngập. Bà Ly, người dân Thiều Quan, Quảng Đông: trận lũ ngày 18 và 19 tháng 7 khá khủng khiếp, nước sông không rút, nó tương đối đầy. Nước trong khu đô thị lần lượt rút dần vì hôm qua mưa mới tạnh. Cô Quang, cư dân Anh Đức, Quảng Đông: gia đình chúng tôi cũng sống bên sông và mực nước rất cao, hãy chú ý đến Anh Đức. Mấy ngày nay trời vẫn ổn, hôm nay trời không mưa. Tháng 6 và tháng 7 năm ngoái, lũ lụt kéo dài cả tháng, lũ Thiều Quan tràn về phía chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu thấy hay, quý vị hãy nhấn like, share và nhấn chuông đăng ký để cập nhật những tin tức nóng nhất của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.